mùa thu năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trái tim lớn đã ngừng đập vào lúc 9 giờ 47 phút sáng ngày 2 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội. Cả cuộc đời, người đã cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc, cho dân tộc. Người đã ra đi, thế nhưng trí tuệ, tinh thần và tình yêu của người vẫn còn sống mãi trong bản di chúc bất hủ người đã để lại. Chính Bác và bản di chúc bất hủ ấy đã tạo nên sức mạnh vĩ đại cho dân tộc này. Di chúc là một quốc bảo để xây dựng lại đất nước sau chiến tranh theo tinh thần đổi mới. Di chúc mang sinh khí đổi. Di chúc của Bác vừa là quốc bảo, vừa là pháp bảo, là tài sản tinh thần lớn nhất cho chúng ta trước đây, hiện nay cũng mai sau. Mà nếu biết chúng ta biết phát huy tốt, biết khai thác tốt, thì đấy là một động lực vĩ đại. Côn Sơn Tư Phúc Tử Bi. Văn bia khắc ghi những dòng về vùng đất địa linh gắn với danh nhân văn hóa kiệt xuất Nguyễn Trãi vẫn trầm mặc giữa núi rừng. Thấp thoáng một dáng hình quen thuộc, đôi mắt chứa chan bao trăn trở suy tư trước văn bia lịch sử. Bác Hồ, trong những năm cuối đời mình, giữa bộn bề việc nước với nỗi đau miền Nam chưa được giải phóng, miền Bắc đang oằn mình chống chọi bão đạn, mưa bom, Bác âm thầm về Côn Sơn tưởng nhớ Nguyễn Trãi, dừng lại thật lâu đọc những dòng trên văn bia. Leo lên núi Thạch Bàn, vị lãnh tụ dường như đã cảm thấy điều gì sẽ qua đi, điều gì ắt đến và điều gì là mãi trường tồn. Noi gương tiền nhân, lấy đức hiếu sinh để toàn vẹn sự sống còn của nhân dân. Người viết những lời dặn cuối để lại cho hậu thế. 3 tháng, hơn 3 tháng mấy ngày này, trước khi viết di chúc, ngày 15 tháng 2 thì Bác về Côn Sơn. Thế thì chúng ta biết rằng là Nguyễn Trãi là một nhà chính trị, và có thể khẳng định là ông là một cái nhà tư tưởng lớn nhất của thời phong kiến. Và tôi cho cái lớn nhất của ông ấy chính là cái tư tưởng về nhân nghĩa. Nhân ấy được nói đề về vai trò của nhân dân, rồi thương dân, nghĩa là muốn nói đến cứu nước cứu dân. Việc Bác Hồ về Côn Sơn 3 tháng trước khi viết di chúc là một cái sự trùng hợp kỳ lạ nhưng mà rất tự nhiên. Có thể nói đấy là để tìm lại những cái giá trị truyền thống của dân tộc để gửi lại trong di chúc mà ngày hôm nay chúng ta biết đến những cái giá trị lớn lao của nó. Cách nhau hơn 5 thế kỷ mà cuộc hẹn gặp như được định sẵn. Hai nhà chính trị kiệt xuất, hai nhà tư tưởng, hai nhân cách lớn gặp nhau ở lòng tin tuyệt đối và sức mạnh to lớn của nhân dân. Là tấm lòng tha thiết yêu thương đồng bào, Nguyễn Trãi nói những lời bất hủ: chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Rồi việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Còn Hồ Chí Minh, từ mạch nguồn lý tưởng đã định rõ: gốc có vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân. Lúc này, khi đã chi thiên mệnh, muốn đặt bút viết mấy lời để lại cho hậu thế, Bác lại tri ân với tiền nhân. Mở đầu di chúc, người trân trọng gõ từng tiếng thiêng liêng tên quốc hiệu của đất nước mình: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và khát vọng duy nhất, bền bỉ nhất của dân tộc mà biết bao thế hệ đã hy sinh xương máu để giành và giữ lấy: độc lập, tự do, hạnh phúc. Độc lập, tự do và hạnh phúc, một cái hệ giá trị rất cơ bản của cuộc sống. Cả đời Bác là phấn đấu cho cái khát vọng lớn lao đó, để giải phóng dân tộc, để phát triển dân tộc chúng ta, để kiên trì thực hiện một cái lý tưởng cao cả là người dân phải trở thành người chủ của xã hội. Mọi ý nghĩ, việc làm, hành động, lời nói đều xuất phát từ dân, tức là dân sinh, đời sống của dân. Dân ý là ý kiến của dân, dân nguyện là nguyện vọng của dân. Và như thế để đạt đến cái gọi là dân quyền,
quyền tự do dân chủ cho dân, và đạt đến cái cuối cùng nữa là hạnh phúc đời sống vật chất tinh thần của người dân. Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh cho một lá cờ, cho một sự giải phóng, mà hiến dân đời mình để bảo vệ phẩm giá và nhân quyền thực sự. Độc lập, tự do hoàn toàn về tâm thế và tinh thần cho một dân tộc đã bị chèn ép, nô lệ suốt bao nhiêu thập kỷ. Cả một đời người phấn đấu để nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương do dân cử ra, đoàn thể từ xã đến trung ương do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Bác là một biểu tượng rất là gần dân, trọng dân, quý dân, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng, không mảy may tơ hào một cái gì cả, không nghĩ một chút gì cho mình cả. Cho nên tại sao mà thế giới người ta ca ngợi đạo đức Hồ Chí Minh, một con người được kính trọng như thế, là vì không ham muốn cá nhân, dục vọng vật chất cá nhân, tất cả là vì cái lợi ích chung của dân tộc, của đất nước thôi. Cái bài học kinh nghiệm về dân làm gốc, quan tâm thực sự đến lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân, huy động nhân dân tham gia vào quá trình phát triển, là một bài học mà xuyên suốt từ năm 1930 đến nay, và bài học đó sẽ là mãi mãi. Tất cả sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng không thể thành công được nếu không có sự tham gia của nhân dân. Bác đề cao vai trò nhân dân, dân làm chủ, giáo dục chúng tôi phải tôn trọng nhân dân. Khi viết cái bài dân vận, thì bác cử một số biệt phái chúng tôi đi làm dân vận ở các tỉnh Việt Bắc theo tinh thần chỉ đạo của bác. Khi đất nước vẫn chìm trong đau thương và mất mát, hai miền Nam Bắc vẫn phân tách chia ly, nhưng trong di chúc, bác gửi gắm lại một niềm tin tất thắng về cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Niềm tin đó được bác nhắc lại nhiều lần, để rồi khi lãnh đạo Đảng, nhà nước ta đọc lên cho toàn dân nghe, niềm tin của bác trở thành một nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn đối với cả dân tộc mà đồng lòng quyết tâm trước những bước ngoặt lịch sử. Cái lớn nhất của Việt Nam ở đây ta phải nói là trong điều kiện một nước thuộc địa, mà thuộc địa là gì? Thuộc địa là nô lệ, thuộc địa là không có độc lập, thì toàn bộ tâm trí của bác là phải trước hết phải giành được độc lập dân tộc. Không có độc lập dân tộc không có gì hết. Tư tưởng và mục đích sống của Hồ Chí Minh xuất phát từ con người và cuối cùng cũng trở về với con người. Như một lẽ tự nhiên trong những lời để lại, người đặc biệt quan tâm đến con người và những công việc với con người. Bởi người dự cảm, khi đất nước trải qua những năm dài chiến tranh, việc hàn gắn những vết thương của thời hậu chiến là công việc đầy nặng nề, phức tạp. Nên người căn dặn Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân lao động ở miền núi cũng như miền xuôi. Và để làm điều đó cũng tất yếu phải dựa vào sức dân. Bởi vì theo Hồ Chí Minh, bất cứ cuộc cách mạng nào, dù lớn hay nhỏ, thời chiến hay thời bình, đều không thể là việc của một hai người, lật đổ ông vua, giết vài anh quan, mà là việc chung của dân chúng. Đây cũng chính là điểm then chốt trong công tác dân vận mà người đã dành trọn cuộc đời để làm sáng tỏ. Bằng cách nào đó, công tác dân vận phải đi đến từng con người, từng đối tượng, không được bỏ sót bất kỳ ai. Bây giờ chúng ta trong cái bộn bề công việc sau chiến tranh, thì công việc đầu tiên là đối với con người. Tại sao thế? Nghĩ cho cùng, tất cả thành quả của một cuộc cách mạng, người được hưởng phải là số đông. Và số đông đó đã tham gia cuộc kháng chiến chống xâm lược, tiến đến hòa bình, họ phải được hưởng. Chúng ta theo một quy luật chung của kinh tế thế giới, nhưng cái điều mà định hướng xã hội chủ nghĩa là chỗ nào?
tức là cái thành quả, cái kết quả của kinh tế phát triển đó phải là cho số đông. Có lẽ xưa nay hiếm có vị chủ tịch nào viết thư gửi toàn quốc dân đồng bào để nhờ đồng bào hết lòng giúp đỡ chính phủ, tìm người tài giỏi ra giúp nước, mách bảo cho chính phủ để chính phủ biết mà trọng dụng trong tất cả các lĩnh vực. Dân chủ không chỉ là mục tiêu, không chỉ là bản chất của chế độ mà còn là động lực để mà thúc đẩy cho đất nước phát triển. Và như vậy thì người dân phải tham gia vào cái quá trình phát triển đất nước này một cách tích cực, một cách chính đáng và có trách nhiệm cao nhất để cho nhân dân tham gia vào tất cả những cái công việc của chính quyền, của đất nước, từ kinh tế xã hội cho đến cái sự lãnh đạo của đảng cho đến các vấn đề khác. Và như vậy người dân có thể gửi các ý kiến góp ý của mình về trực tiếp cho các cơ quan, các tổ chức. Và người dân cũng có thể thông qua Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội gửi các ý kiến góp ý của mình. Người tin dân, trọng dân, người đến với dân khi nào cũng giản dị, chân thành, không chỉ để thăm dân mà còn để trực tiếp nghe dân nói và nói cho dân nghe, để thấu hiểu ý nghĩ, nguyện vọng của dân và thấu cảm cuộc sống của dân. Bác buồn cùng nỗi buồn nhân dân, vui cùng niềm vui người dân. Có mấy ai biết rằng giao thừa năm 1946, vào cái Tết độc lập đầu tiên của dân tộc vừa giành được chính quyền sau bao nhiêu đêm trường tăm tối, Bác Hồ mặc áo the, cải trang giống ông Đồ đi bộ vào đền Ngọc Sơn, hòa vào dòng người du xuân hái lộc để hưởng trọn niềm vui với đồng bào, để cảm nhận được cảm giác bình dị của một người dân, của một dân tộc độc lập. Rồi có lần người bí mật ghé thăm một gia đình nghèo nhất ở thủ đô Hà Nội. Người phụ nữ nghèo tên Tín, khi nhận ra vị khách quý, bàng hoàng chạy tới ôm choàng lấy Bác rồi khóc nấc lên: "Trời ơi, sao Bác lại đến thăm nhà cháu?" Bác chỉ rưng nước mắt: "Nhà cháu mà không đến thì đến nhà ai?" Cái đó nó thể hiện Bác Hồ là bậc đại nhân, tức là muốn nói đến một cái tình cảm yêu thương con người, quan tâm đến con người, nâng niu con người, không để một ai cảm thấy bị bỏ sót hoặc là bị đứng bên ngoài cái chính sách của Đảng và Nhà nước đối với con người. Bác đến với dân ân cần động viên, Bác thăm từ các cụ già đến em nhỏ, từ người nông dân đến anh thợ mỏ. Ở cơ sở hay đơn vị nào, Bác không chỉ gặp gỡ lãnh đạo mà tận tình thăm hỏi từng người lao động bình thường nhất, biểu dương thành tích, sự cố gắng của đồng bào và cũng nghiêm khắc phê bình những khuyết điểm của cán bộ. Không chỉ dừng lại ở phòng khách hay hội trường mà thường xem tận nơi nhà bếp, giếng nước, nơi vệ sinh. Bác vào thăm hai cái vị trí, một là nhà ăn, nhà bếp, hai là cái chỗ đi vệ sinh, thì Bác có phê bình và nhắc nhở. Bởi vì vào nhà ăn thì có một cái bể nước khoảng độ hai gánh nước như thế này thôi, ba bốn thùng, thế là Bác lại thấy có con quăng quăng ấy, Bác bảo thôi đổ đi, gánh nước mới về xong thì đậy nắp vào. Và như thế này vệ sinh không đảm bảo. Nói chuyện khoảng độ 10-15 phút với đồng bào và với các cháu thiếu niên nhi đồng khoảng độ 10 phút thì Bác Hồ bắt nhịp hát bài hát kết đoàn. Kết đoàn ta là sức mạnh, đoàn kết ta bền vững, dù sắt hay là gang, đoàn kết thì mọi cái sẽ chiến thắng ấy. Vị chủ tịch ấy cũng sắn quần lội ruộng chạy máy cấy trên đồng cùng những người nông dân ở chợ Bưởi, Từ Liêm, tới động viên công nhân cùng dân chúng ở công trường Bắc Hưng Hải trong những ngày giá rét, đến thăm lại Ninh Giang, Hải Dương, nơi người đã tham gia gùi nước chống úng cùng với bà con tại xã Hiệp Lực.
Bác mặc bộ quần áo màu cũ thẫm, màu nâu thẫm đấy, như cách ăn vận của một cụ già ở làng quê. Tay chống gậy này, vai cắt căn tay bông này. Bác đi chân không và dừng lại ở chỗ guồng của ba chị em chúng tôi. Lên đạp guồng cùng tôi được hai vòng. Thì là chú Trần Ký Kiên bảo cháu xuống để chú lên đạp guồng cùng bác. Thế là tôi xuống thì tôi đứng cạnh bác. Bác có hỏi là thế cháu nguồn nước có mệt lắm không? Bảo thưa bác không mệt ạ. Thế bác cũng bảo thế cháu làm ngày bao nhiêu tiếng? Bảo thưa bác làm 8 tiếng ạ. Cái vụ mà được bác đến thăm đấy, năm đấy là lúa bội thu lắm. Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng lời nói của bác không bao giờ quên được. Lúc nào cũng như là đứng bên cạnh mình để thúc đẩy mình để vươn lên đấy. Bất cứ đâu trên mảnh đất hình chữ S đều có in dấu chân của bác, in bóng hình bác lên từng dãy núi, mỗi dòng sông. Suốt cả cuộc đời bác gắn bó với nhân dân đều bằng những việc làm rất cụ thể, thiết thực. Người trực tiếp viết thư khen ngợi, động viên, khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu. Với người, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Không quản tuổi cao, công việc bề bộn, trong vòng 10 năm trước khi bệnh nặng, người đã thực hiện 700 lượt đi thăm các địa phương, đơn vị bộ đội. Từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo, trao gần 5.000 huy hiệu Bác Hồ và hàng ngàn bài viết khen ngợi, động viên đồng bào cả nước. Bác không quên bất kỳ ai. Tại sao những năm cuối đời bác rất chú trọng vào phương pháp cổ vũ người tốt việc tốt? 10 năm cuối đời bác tặng thưởng 5.000 huy hiệu người tốt việc tốt cho mọi đối tượng trong xã hội, từ cụ già đến em nhỏ, từ bộ đội, công an, chiến sĩ, cán bộ đảng viên, công nhân, nông dân và trí thức. Bác nói một câu, mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một rừng hoa đẹp. Thế cơ mà. Thế cho nên là lấy gương người tốt việc tốt, lấy cái tích cực để mà át đi những cái tiêu cực và xấu xa. Một đời đã tận tâm tận lực vì dân, để rồi tới khi biết mình sắp phải ra đi, vẫn là hai tiếng thiêng liêng ấy xuyên suốt trong bản di chúc. Đó là niềm tin và sức mạnh của thanh niên, của thế hệ trẻ, tương lai của đất nước. Đó là tình thương với gia đình những thương binh liệt sĩ, những chiến sĩ trẻ, những phụ nữ, những thanh niên xung phong, vân vân. Người mong mỏi Đảng và các cấp chính quyền chăm lo, tạo điều kiện giúp họ được sống yên ổn, có công việc làm ăn thích hợp để góp sức mình cho công cuộc xây dựng lại đất nước. Còn đối với những con người từng lầm lỗi, lạc đường hoặc là nạn nhân của chế độ cũ, Hồ Chí Minh tâm niệm, dù là ai, họ cũng mang dòng máu Việt, cũng có cùng nguồn cội, nên lấy lòng nhân, khoan dung độ lượng, hướng về lẽ phải chân chính, mong mỏi, cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lao động lương thiện. Ai bác quan tâm nữa? Ngay cả những nạn nhân của chế độ cũ, vô tình hay cố ý rơi vào xì ke, đĩ điếm, thì bác cũng dặn, đừng để họ bên lề xã hội, mà phải giáo dục họ, cải tạo họ, để biến họ thành những người có ích cho xã hội. Càng những người có điều kiện hoàn cảnh khó khăn nhất, yếu thế nhất thì lại càng được quan tâm nhiều nhất. Điều đó thể hiện cái gì? Đó là thể hiện cái tư tưởng lớn hôm nay. Đó là không muốn ai bị bỏ rơi lại phía sau. Những điều Hồ Chí Minh dặn lại đã thể hiện rõ một tầm nhìn vĩ đại, không bỏ ai ở lại phía sau. Với một kế hoạch hậu chiến hết sức toàn diện, bao gồm mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, bản di chúc lịch sử mang tầm vóc của một cương lĩnh xây dựng đất nước. Chúng ta phải làm nhiều việc lớn lắm, phức tạp, khó khăn. Và bác gọi đấy là một cuộc chiến đấu khổng lồ, chống lại những gì cũ kỹ, hư hỏng,
để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi. Thế muốn giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ đó thì làm gì? Thì bác nói rằng là chúng ta phải có kế hoạch sẵn sàng, rõ ràng, chú đáo để tránh khỏi bị động, thiếu sót, sai lầm. Thì như vậy là toàn bộ tư tưởng của bác là hướng tới tương lai. Di chúc nó mang cái nhịp đập, mang hơi thở của sự nghiệp đổi mới. Nó thể hiện cái tinh thần mà hiện nay trong cương lĩnh đảng ta đang nói tới. Di chúc để lại thì trước hết là nói về đảng. Và đảng ấy thì xác định mỗi cán bộ đảng viên phải là người lãnh đạo, người là đầy tớ trung thành của nhân dân. Phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải không có lòng tham muốn vật chất. Rồi đối với mình phải thế nào, đối với người phải thế nào, đối với tổ chức phải thế nào là bác căn dặn hết. Thiếu niên thế nào, dạy thanh niên thế nào. Chứ không phải là chỉ có nói là cán bộ đảng viên. Tất cả đều hướng đến một cái vì cái sự trường tồn của đất nước, của dân tộc này. Di chúc của bác để lại là một cái tác phẩm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng về cách mạng để giải phóng dân tộc. Rồi sau này là cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Rồi chúng ta phải xây dựng cho được cái khối đại đoàn kết toàn dân, phải có sự lãnh đạo của đảng, rồi phải liên hệ với quốc tế, phải được bạn bè ủng hộ, đồng tình. Bây giờ đảng ta tiếp thu, phát triển, vận dụng sáng tạo vào cái điều kiện mới. Nhưng mà tất cả những cái tư tưởng của bác là cái nền móng, là cái định hướng rất cơ bản cho cách mạng nước ta trong cái giai đoạn hiện nay. Trong lịch sử hiện đại và trong số các vị lãnh tụ cách mạng trên thế giới, Hồ Chí Minh là một người đặc biệt, tận tâm, tận lực phấn đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân loại cần lao. Bản di chúc thiêng liêng người đã để lại cùng những cống hiến và phẩm cách cao quý của người gắn liền với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, đã tạo nên điều kỳ diệu trong ký ức tất cả mọi thời đại.